Chào các bạn, hôm nay mình xin mở hộp ống kính Sony 85 tiêu cự 1.4 quãng size. Cái bao 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 đựng và cái ống chụp được làm bằng kim loại chứ không phải là nhựa. Chứ ống kính gắn tên hãng sản xuất và ống kính này cho dòng máy Alpha của Sony. Còn đây là nút focus. Trong đây nó sẽ hướng dẫn ống kính được làm toàn thân kính đều làm từ kim loại nên rất là nặng. Ok, cảm ơn các bạn.